Trong không khí đầu xuân năm mới, ngày 21 tháng 2 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Vietinbank. Buổi thăm và chúc Tết Vietinbank của Thủ tướng được truyền hình trực tuyến đến 155 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố nơi có chi nhánh Vietinbank. Và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời thăm hỏi, động viên và biểu dương tới toàn thể gần 23.000 cán bộ, nhân viên Vietinbank về thành tích xuất sắc nhiều mặt mà Vietinbank đã đạt được trong năm 2017 vừa qua. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là lần đầu tiên trong năm 2018, Thủ tướng đến thăm và chúc Tết một ngân hàng thương mại cổ phần ở nước ta. Điều đó cho thấy chính phủ hết sức quan tâm đến chính sách tiền tệ và tài chính của đất nước. Những thành tích xuất sắc của Vietinbank trong năm 2017 đã góp phần không nhỏ vào tăng trưởng chung của nền kinh tế nước nhà. Thủ tướng Chính phủ mong muốn ban lãnh đạo Vietinbank sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng, phát triển Vietinbank xứng tầm là một ngân hàng mang tính chủ công trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank đã báo cáo nhanh với Thủ tướng một số dấu ấn nổi bật của Vietinbank đạt được trong năm 2017 như Vietinbank luôn đi đầu thực hiện các đường lối chính sách của chính phủ, tích cực cho vay các lĩnh vực mà chính phủ ưu tiên, khuyến khích. Kết thúc năm 2017, Vietinbank đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh doanh cũng như các định hướng lớn về chất lượng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, quyết tâm phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới của Vietinbank 30 năm qua để đồng lòng đưa hệ thống Vietinbank tiếp tục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được chính phủ và ngành ngân hàng giao phó. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.